Sau 4 ngày ổn định nơi ở và tập luyện làm quen với môi trường mới ở New Zealand, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận giao hữu với đội chủ nhà nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Trận đấu diễn ra trên sân Mắc lên Park vào lúc 17 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 12 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với cả đôi bên. Đội chủ nhà New Zealand đang chịu áp lực cực lớn vì chuỗi kết quả tệ hại trong thời gian vừa qua. Đội bóng của huấn luyện viên Irtika Klimkova không thắng 10 trận liên tiếp, kéo dài suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Trong đó, tuyển nữ New Zealand chỉ hòa 2 trận và thua đến 8 trận. Họ thậm chí thua trắng cả 8 trận này. Chiến thắng gần nhất của tuyển nữ New Zealand đến vào đầu tháng 9 năm 2022, trước một đối thủ đến từ Đông Nam Á khác là tuyển nữ Philippines. Vì vậy, các cô gái chủ nhà rất quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam, qua đó giải tỏa áp lực trước khi bước vào World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, tuyển nữ New Zealand không dễ đạt được mục đích, bởi lẽ tuyển nữ Việt Nam cũng ra sân với tinh thần quyết thắng. Trận thua tuyển nữ Đức hồi tháng trước cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung không dễ bắt đạt. Trong lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam muốn có sự chuẩn bị tốt nhất. Gặp tuyển nữ New Zealand cũng là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam tìm ra đấu pháp phù hợp trước một đối thủ vừa tầm. Các cô gái áo đỏ sẽ không thể chơi phòng ngự tập trung suốt trận đấu mà cần toan tính đến những tình huống phản công nhanh ở những thời điểm thích hợp. Ngoài ra, Tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn thực hành chỉn chu các pha bóng cố định, xem đó là miếng đánh quan trọng để tìm kiếm bàn thắng ở World Cup nữ 2023. Trận giao hữu quốc tế với New Zealand giống như bài kiểm tra chuyên môn chất lượng nhằm giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện bộ khung, đồng thời tìm kiếm thêm các mảnh ghép cho đội hình thi đấu tại World Cup. Các chân sút của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã sẵn sàng về tâm lý và việc thi đấu với đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội sẽ đem đến rất nhiều bài học hữu ích cho các trận đấu tại World Cup tới đây. Việt Nam chưa từng đối đầu với New Zealand ở một giải giao hữu hay chính thức. Đội bóng của Châu Đại Dương được đánh giá cao hơn với thành tích 5 lần giành quyền dự World Cup và hiện xếp ở vị trí thứ 26, cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển nữ Việt Nam có phong độ khá tốt thời gian qua với ngôi vô địch SEA Games 32 và giành kết quả khả quan trong chuyến tập huấn thi đấu giao hữu tại Đức và Ba Lan. Thống kê 5 trận gần nhất, tuyển nữ Việt Nam thắng 3 trận, thua 2 trận và ghi 8 bàn, thủng lưới 5 bàn. Kể từ đầu năm 2023, New Zealand chỉ thi đấu các trận giao hữu và không góp mặt ở giải đấu chính thức. Đoàn quân huấn luyện viên Aitika Klimkova chỉ có một trận hòa, còn lại là bốn trận thua trước các đối thủ được đánh giá cao hơn như Nigeria, Iceland, Argentina và Bồ Đào Nha. Trước một đối thủ có phong độ lao dốc đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chiến thắng. Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam được coi là nhất cử lưỡng tiện để huấn luyện viên Mai Đức Trung giả soát đội hình, chiến thuật, nâng cao kinh nghiệm bản lĩnh cũng như làm quen với điều kiện thời tiết khi thi đấu. Bởi World Cup nữ 2023 đang đến gần. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển nữ New Zealand đứng 25 thế giới, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 33. Với việc tranh nhau chỉ 8 bậc thì về lý thuyết, khoảng cách chuyên môn giữa hai đội là không quá lớn. Dù vậy, thực tế có thể khác bởi ở bóng đá nữ, đôi khi chỉ cách nhau một vài bậc là thể hiện sự khác biệt hoàn toàn. Ví dụ như dù đứng thứ năm châu Á nhưng trình độ chuyên môn giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội đứng thứ tư đội tuyển nữ Hàn Quốc có sự khác biệt rất lớn. Hướng đến World Cup nữ 2023, đội đồng chủ nhà đã tập hợp lực lượng được đánh giá có chất lượng cao. Trong số này, nữ huấn luyện viên Zika Klimkova đã điền tên 10 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Ví dụ, thủ môn Erin Nailer có 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, hiện đang chơi cho câu lạc bộ IFK North Shopping của Thụy Điển thủ môn Anna đầu quân cho câu lạc bộ Aston Villa của Anh. Hậu vệ Ali Riley có 152 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đang chơi cho câu lạc bộ Angel City của Mỹ. Hậu vệ CJ Bot thuộc biên chế của Leicester City với 37 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi hai bàn. Trung vệ Rebecca Stott thuộc câu lạc bộ Brighton. Tiền vệ Anali Longo có 127 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 15 bàn. Tiền vệ Rio Percival có 161 lần khoác áo đội tuyển quốc gia ghi 15 bàn thắng hiện đang chơi cho Tottenham Hotspur của anh hay tiền đạo Hannah Wilkinson đang thuộc biên chế câu lạc bộ Melbourne City ở giải vô địch bóng đá nữ Australia với 113 lần góp mặt ở đội tuyển quốc gia và ghi 28 bàn thắng. Về đẳng cấp cũng như trình độ chuyên môn, đội tuyển New Zealand thực sự là quân xanh chất lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam, không chỉ là đối trọng có trình độ chuyên môn tốt, cuộc đọ sức này còn có ý nghĩa giúp cho các học trò của ông Mai Đức Trung làm quen với điều kiện thời tiết Thổ Nhưỡng cũng như múi giờ thi đấu ở một đất nước có sự khác biệt khá lớn so với Việt Nam, nhất là khi World Cup Nữ 2023 đang rất gần. Vào thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam cơ bản đã ổn định bộ khung cũng như chiến thuật. Cuộc so tài với đội tuyển nữ New Zealand là dịp tốt để huấn luyện viên Mai Đức Trung giả soát lại lối chơi, kiểm nghiệm lại chiến thuật cũng như đánh giá thêm các phương án phòng ngự, tấn công một khi đối đầu với các đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn chiều cao lý tưởng như đội đồng chủ nhà của World Cup nữ 2023, trước khi có cuộc tổng duyệt lần cuối với đội tuyển nữ Tây Ban Nha ở trận giao hữu sau đó. Lúc này cả đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam đều đã gút danh sách 23 cầu thủ dự World Cup nữ 2023 và có trong tay đội hình mạnh nhất trước trận đấu giao hữu có ý này. Được biết để theo dõi các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam so tài với đội chủ nhà World Cup nữ 2023 New Zealand, người hâm mộ chỉ cần bỏ ra 350.000 đồng. Cụ thể theo bà Kirsten White thị trường thành phố Napier, giá vé theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 sẽ rơi vào hai mức giá. Theo đó, giá vé của của người lớn là 15 đô la Mỹ, hơn 350.000 đồng và trẻ em là 5 đô la Mỹ, khoảng 120.000 đồng. Ngoài ra, để khuyến khích sự cuồng nhiệt trên sân Ban tổ chức trận đấu còn dành các chỗ ngồi đặc biệt cho các cổ động viên đi theo nhóm với mức giá 3.577 đô la Mỹ, nhóm khoảng 84 triệu. Dù chưa có số liệu cụ thể về số lượng người mua vé, song bà Kirsten White rất tin tưởng vào sức hút của trận đấu này, thật thú vị khi New Zealand đang trải qua cơn sốt bóng đá trong những ngày gần đây. Trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một bước đệm để New Zealand thi đấu tốt tại World Cup nữ 2023. New Zealand đã sẵn sàng đồng tổ chức một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, theo bà Kirsten White, do đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi họ bước vào World Cup nữ 2023 nên rất nhiều cổ động viên chủ nhà sẽ mua vé tới sân để ủng hộ đội bóng con cưng. Ngoài ra, số lượng du học sinh và người lao động Việt Nam ở New Zealand cũng không ít. Theo bạn giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nước nào sẽ có chiến thắng trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ 2023? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.